Những câu nói trong tập này xếp hàng theo ý chủ quan của Bay. Nếu bạn thấy câu nói nào trong phim ý nghĩa nhất với bản thân mình, hãy comment ở dưới ngang. Bay sẽ ghim comment giá trị nhất. Hạng 15. Ngươi nghĩ sao về việc trở thành quỷ giống như chúng ta? Akaza. Gã thường tam ngay từ ban đầu nhìn thấy Rengoku đã ưng con mắt rồi. Hắn thấy bên trong Rengoku là một ngọn lửa đấu khí hừng hực. Gã này mà trở thành quỷ thì quá là tuyệt vời luôn. Hắn sẽ mãi có một đấu thủ chuyên kỳ để mà luyện võ. Ngoài ra Akaza cũng thích thâu nạp kẻ mạnh, chắc là để làm hài lòng Muya nên mời cả Ginyu cùng vào. Nhưng hắn nhất quyết không mời Tanjiro dù nó cực mạnh. Thằng quỷ đó đáng ghét thật sự chứ. Hạng 14. Có vài con quỷ ở đây. Ồ hô, một thằng quỷ trẻ em à. Tụi mày cút cút ra sau, con quỷ này là của tao. Giết xong nó, thứ hạng của tao sẽ lên cao và tao sẽ kiếm được nhiều tiền. Đội của tao bị giết toàn bộ rồi, tao sẽ giết một con cùi cùi rồi đi xuống núi. Thằng cha vô danh. Ngay sau đó, thằng cha đã bị gã hạ huyền ngũ rui giết chết ngay lập tức. Cải kết cho kẻ coi thường chủ tịch vì nhìn thấy ngoại hình trẻ em tưởng cùi. Tính ra thằng trẻ cũng đen. Con quỷ rui đang trong cơn cai giấy vì bị Tanjiro bảo gia đình nhà nó là giả tạo kia mà. Hạng 13. Trách nhiệm của những người sinh ra khỏe mạnh là phải cứu giúp người yếu hơn. Và nhiệm vụ của con là phải hoàn thành trách nhiệm đó thật tốt. Ruka Rengoku. Sau khi bị xiên thành một cái bánh donut, Akaza đã thật lòng khuyên răn Rengoku trở thành quỷ. Rengoku là một thiên tài hiếm có, chết đi thật là một điều đáng tiếc. Dù gì đi chăng nữa, giữ lại cái mạng sống mới là điều quan trọng nhất. Rengoku xem tí thì mũi lòng, nhưng anh đã nhớ về những câu đạo lý mẹ dạy năm xưa ăn sâu vào tiềm thức. Đúng vậy, anh sống để bảo vệ kẻ yếu chứ không phải là làm hại họ. Anh lập tức vung kiếm cứa cổ thằng đầu bóng rổ. Hạng 12. Cậu có thể làm được. Những người nghe theo tiếng gọi con tim của mình chắc chắn sẽ có sức mạnh vô tận. Tanjiro Kamado. Câu nói này phát sinh khi cậu bé Tanjiro thân thiện đã gặp cô bé Kaneo không hé mồm nói một tiếng nào cả. Nó khiến cho Tanjiro bối rối vã chưởng. Cậu đã thấy Kaneo không thể tự mình đưa ra quyết định của bản thân. Ngay cả khi quyết định nói chuyện với người lạ, định làm một cái gì đó thậm chí có thể là chuyện đi tè, cũng phải lấy cái đồng xu tung sóc ngựa để ra quyết định. Tanjiro đã mượn cái đồng xu của Kaneo để tung lên trời. Nếu mặc ngựa thì đừng nghe lời ai nữa, mà hãy tự quyết định mọi thứ theo con tim của mình. Còn nếu sắp là gì, thì cậu không nói. Thật may mắn đồng xu đã ngựa, và Tanjiro đã nói với Kaneo câu đó. Ủa, thấy cấn cấn ha? Nếu Kaneo tự quyết định chuyện gì đó theo lời Tanjiro dặn, thì đó là nghe theo lời cậu ta hay là tự quyết định vậy? Hạng 11. Trở nên già yếu và chết đi. Đó mới là vẻ đẹp của loài sinh vật ngắn ngủi mang tên là con người. Kyojuro Rengoku. Akaza luôn mồm dụ Rengoku về đội của mình vì nhìn thấy tiềm năng của anh ta. Gã thường tam nêu ra những khuyết điểm hạn chế của loài người. Tuy nhiên Rengoku đã dùng chính nó để phản bác lại hắn. Đúng vậy, cái gì có thể mất đi mới cảm thấy quý trọng. Không có cái gì mãi mãi vững bền, không có cái gì đời đời kiếp kiếp. Thứ mà không bao giờ mất đi thì làm sao người ta nhận ra việc quý trọng của nó. Chính vì sẽ phải bệnh già rồi chết đi thì đó mới là vẻ đẹp của con người. Hạng 10. Đây là chiêu thức của đệ, do chính đệ đã tạo ra. Đệ luôn muốn dùng nó để sát cánh với huynh vào một ngày nào đó. Zenitsu Agatsuma. Kaigaku đã hóa quỷ phản bội sát quỷ đoàn, khiến cho vị cựu minh chủ phải tự sát vì nhục. Zenitsu còn nhanh hơn cả Kaigaku, nhưng vì quá đau lòng nên cậu đã bị dính rất nhiều đòn đánh. Rốt cuộc, vì sinh tồn cậu đã dở chiêu cuối mạnh nhất của mình ra tiêu diệt Kaigaku. Dù nổi giận ngập tràn trong lòng, nhưng Zenitsu vẫn luôn tôn trọng sư huynh của mình, muốn đồng hành cùng anh ta trên các nẻo đường diệt quỷ. Thế nhưng mà, chiêu này phải sử dụng lên chính sư huynh của mình. 9. Nếu có thể, tôi muốn gặp em trong một cuộc sống bình thường thì tốt biết mấy. Trừ khi em biến thành quỷ, thì dù cho em chết đi, anh cũng nguyện ở cùng em đến tận cùng thế giới. Trong một thế giới không có quỷ dữ, nếu tôi một lần nữa được sinh ra như một con người, tôi sẽ đến và nói: tôi yêu em. Obana Iguro. Lúc này Mitsuri đã bị Muyan đánh cho trọng thương, buộc xà chủ phải nhanh chóng đưa cô ra ngoài nơi an toàn. Trận chiến vẫn tiếp diễn, cậu ta phải quay lại chiến trường. Cậu tháo băng bịt miệng nhớ về quá khứ đau thương của mình.
Trong đầu nghĩ về những câu nói yêu thương với Mitsuri, thứ mà anh chưa dám nói ra bao giờ. 8. Để sinh ra để được hạnh phúc. Tokito Muchirui. Câu nói này được nói ra ngay sau khi Hà Chủ đã chết và gặp linh hồn anh trai mình đã giáp ranh sự sống và cái chết. Thằng anh rất đau đớn vì thằng em mình chết vì sát quỷ đoàn năm 14 tuổi, mà quên mất rằng mình cũng vì thằng em mà chết đi năm 11 tuổi. Cậu ta trách thằng em nếu muốn chết như thế thì ra đời để mà làm gì? Hà Chủ đã đáp trả rằng cậu sinh ra để được hạnh phúc. Những khoảnh khắc bên gia đình, bên huynh đệ, bên những người đồng đội trong sát quỷ đoàn đã mang cho cậu những giây phút vui vẻ an yên, vô cùng hạnh phúc. 7. Mày giả vờ vui, giả vờ buồn, tất cả để che giấu đi cái sự thật rằng trong sâu thẳm trái tim của mày chẳng thể cảm nhận được cái gì cả. Mày chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hay thích thú, đau đớn hay cay đắng. Ra mày chỉ giống như một con búp bê vô hồn. Ngu ngốc và nực cười, tại sao cái thứ như mày lại được sinh ra đời kia chứ? Câu chửi của Kano xoáy sâu vào khuyết điểm lớn nhất của Duma là hắn ta không thể nào cảm nhận được cảm xúc thông thường. Hắn không cảm thấy gì, nhưng cũng rất khó chịu về điều này. Câu nói đâm trúng tim đen đã biến Duma vô cảm trở thành đậu má trầm cảm luôn. 6. Em cũng muốn che chở cho anh, cũng như anh đã che chở cho em. Genya Shinayugawa. Genya đã rất sợ khi phải đối đầu với gã thượng huyền nhất. Cậu ta đã núp sau một cái cột và không định ra mặt nữa. Tuy nhiên vì anh mình nên cậu đã dũng cảm ăn lấy cây kiếm thịt của cậu để mà chiến đấu. Cậu bị anh mình mắng chửi rất nhiều từ sau khi mẹ chết, nhưng không vì vậy mà để bụng. Cậu ta vẫn luôn yêu thương anh mình. Sanemi cũng rất là thương em. Những lời mạt sát là muốn thằng em rời khỏi nơi nguy hiểm như sát quỷ đoàn. Tuy nhiên anh ta đã phải chứng kiến thằng em chết ngay trước mắt của mình. Hạng 5. Không ai có thể cắt đứt được liên kết giữa tao và Neyuko. Tanjiro Kamado. Tanjiro nói ra câu này khi thằng Hạ Ngũ Rui cứ nằng nặc bắt con em của thằng trẻ trở thành con em của mình. Tanjiro và Neyuko có mối gắn kết với nhau sâu sắc. Cô bé cũng là người thân duy nhất sót lại của Tanjiro trên cái cõi đời này, nên cậu vô cùng thương yêu cô ấy. Cậu và sát quỷ đoàn cũng vì Neyuko đi khắp nơi tìm quỷ, cũng là tìm cách cho Neyuko được trở lại làm người. Ngay cả khi vào trong khuôn viên sát quỷ đoàn, bị các trụ cột đòi giết em, cậu đều phản kháng tới cùng. Hạng 4. Tôi không có bị ghét. Ginyu Tomioka. Ginyu vì cái chết của một người bạn thân mà trở nên trầm cảm. Từ đó anh có cảm giác xa cách xã hội, chẳng muốn giao tiếp với ai. Trong khi đó, Trung Trụ Shinobu lại là một đứa thích cà khịa chăm chọc. Ngay khi gặp nhau trên núi Natagumo, cô đã xoáy sâu vào nỗi đau của anh là anh sẽ bị mọi người ghét bỏ. Thủy Trụ nhận ra bản thân mình không làm sai điều gì, nên nói ra rằng tôi không có bị ghét, làm cho cả Tanjiro và Shinobu bất ngờ. Chà, nay có cả giả vờ lạc quan ta. Shinobu đâu có tha, cô ta tiếp tục công kích. Thật xin lỗi, vậy ra anh còn không biết là anh bị ghét kia đấy. Điều này lại khiến Giyu chột dạ. Hạng 3. Tanjiro, em gái của ngươi trông cũng đẹp đấy. Yushiro. Đừng hiểu lầm, đây không phải là một lời trêu ghẹo phong hoa tuyết nguyệt gì cả. Chẳng là ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Yushiro đã nói con bé này xấu như chó. Nhưng sau một thời gian ở chung, nhận thấy cử chỉ đáng yêu của cô bé, rồi còn trải qua trận chiến với quỷ cùng nhau, thì nhân sinh quan của Yushiro đã bị thay đổi. Anh ta công nhận Neyuko, nhưng thế lại câu trước đá vào mõm câu sau à. Anh ta mắc cỡ quay lên hét lớn với Tanjiro rằng, con gái mày cũng đẹp đấy. Sau đó bỏ đi một nước. Hạng 2. Thật xin lỗi, vì tôi quá yếu đuối. Inosuke Hashibara. Inosuke nổi tiếng với sự tự cao cùng với liều lĩnh ngông cuồng, không sợ trời, không sợ đất, không sợ bất cứ cha con thằng nào. Tuy nhiên sau trận chiến ở núi Natagumo, thì cậu ta đã bị sốc tinh thần trở nên trầm cảm. Chẳng là con quỷ nhện cha đã bị thủy trụ tiêu diệt dễ dàng. Sau đó hắn ta còn bắt chói cậu lên cây, trong khi cậu chưa hề hay biết gì cả. Từ đó Inosuke mới biết khoảng cách giữa bản thân và trụ cột quá là xa xôi, nên trầm cảm hẳn. Trên giường bệnh, hắn ta nói ra một câu bản thân yêu đuối, khiến ai quen biết nghe được đều cảm thấy bị sốc. 1. Chào buổi sáng, Ohio, Neyuko Kamado. Đây không phải là một câu nói đặc biệt, nhưng nó ở trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Tanjiro vì tiêu diệt thượng huyền tứ, nên buộc phải bỏ con em gái của mình dưới ánh nắng mặt trời.
Mặc dù đã giết được con quỷ thượng tử, nhưng trong lòng cậu ta là cực kỳ đau đớn khi người thân cuối cùng của mình đã chết. Tuy nhiên, dưới ánh sáng mặt trời, Nezuko đã có thể đi lại như một phép lạ. Ngoài ra, cô còn có thể tự nói được câu đầu tiên của mình sau bao nhiêu năm trời. Không cần phải nói ra, cũng biết Tanjiro lúc đó hạnh phúc biết nhường nào. Video kết thúc tại đây. Bây cảm ơn bạn đã xem hết tập. Và rằng đừng quên nhấn đăng ký kênh bạn nhé. Nếu muốn xem tiếp, các bạn có thể vào trong kênh Bay và tìm những nội dung tương tự về anime mà bạn thích. Nếu yêu thích sưu tập trang bị anime thì hãy tìm kênh Bay Store nghe. Còn bây giờ thì bye bye fly.